con ha. Thì hôm nay kênh Tư Bạc Miền Tây mời bà con đến với Long Xuyên, một trong những khu đô thị nhất của tỉnh An Giang. Và những ngày cận Tết này thì không khí náo nhiệt và đón Tết của bà con rất là sung nha bà con. Năm nay thì hoa về cũng rất là nhiều. Thì mình mời tất cả mọi người và bà con đi tham quan khu chợ Long Xuyên để trải nghiệm thực tế những ngày cận Tết này thì hoa và sự nhộn nhịp của thành phố Long Xuyên nha. Thì mình mời tất cả mọi người đến với chợ Long Xuyên. Chuẩn bị hoa để mà bán Tết nha bà con. Đây là bờ kè Long Xuyên nha. Mình ở bờ kè Long Xuyên nha bà con.
ghé cô Bảy ơi.
Ông nội tào lao. Dễ chạy, dễ quay. Đúng rồi. Vậy nó dễ quay, quá trời bông luôn rồi. Bông đẹp luôn. Chợ với mấy xong luôn nha. Ôi ơi, bán bánh mì ngon quá. Bánh mì ngọt ngon quá, ngon bánh mì ngọt. Mì ngọt hả? Ừ, bánh mì ngọt quá ngon ha. Gắng nhấp nhấp cái tay mới chịu ha. Quên. Vậy đâu vậy? Không đi thẳng vào bến luôn nổi, vậy đâu hả? Đứng dưới đây nè. Vậy, đây là cá rồi, quay ra đi, đừng quay đứng dưới đây, quay tôi đi. Tắt máy rồi, mỏi tay quá. Chạy thẳng vào bến luôn rồi, chứ giờ rồi. Trời ơi. Bẻ máy cho cha. Gà 7 phút mấy rồi đó, mặc sức rồi cho làm. Gà thấp quá, gà quá cao rồi. Bên trái, qua bên trái đi. Không, bên đây à, chạy đi. Ủa, cả chai kìa, chạy gai thôi, chậm thôi. Tết rất là vui, mấy bạn trẻ tới đây chụp ảnh rất là đông luôn á, chụp ảnh nghệ thuật. Vài bữa nữa là ở đây rất là đông vui luôn. Hiện tại bây giờ là đã trang trí nhiều lồng đèn và ảnh rồi gì? À, ra đây, đang quay. Khu này là khu bán lồng đèn Tết nè, nha mọi người. Khu này gần Tết rất là vui, mấy bạn trẻ tới đây chụp ảnh rất là đông luôn á, chụp ảnh nghệ thuật. Vài bữa nữa là ở đây rất là đông vui luôn. Hiện tại bây giờ là đã trang trí nhiều lồng đèn và đồ bán để đón Tết. Rồi tới khúc này anh Gamen anh chạy chậm nha, để tôi quay cho bà con người ta xem. Năm nay là không có được lấn chiếm vỉa hè nên mình thấy là gọn hơn năm ngoái rồi đó.